Cho thuê ở đây 60 triệu một căn. Trong đây có cái gì mà vui dữ vậy? Nấu ăn gia đình làm đẹp, đi tìm cái chỗ khu vui chơi dễ thương quá ha. Mẹ đi tìm gì hả? Dạ mẹ đi tìm gì hả? Tao thấy có mấy bé dễ thương quá.